Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của Đặng Tùng Channel. Hôm nay Đặng Tùng lại tiếp tục quay và chia sẻ đến quý vị và các bạn cách tỉa mít để cho làm sao quả nó đảm bảo nhiều múi. Thì các bạn cũng đã biết đấy, cây mít thì thường mùa này nó ra quả trái vụ, nó ra rất là sai. Cho nên các bạn lưu ý là phải tỉa bớt đi để cho nó tập trung dinh dưỡng, nó nuôi phần quả chính mình để thôi. Chứ để nó sai quá thì sau này quả nhỏ và múi thì ít mà sơ thì rất là nhiều.